Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Thiên tử Diêm La: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ đẻ tánh tình căng cường, khó điều khó phục. Chúng sanh ở Nam Thiệm Bộ Châu tánh tình đều rất ương ngạnh bướng bỉnh, chứ không được nhu hòa hiền dịu, cho nên rất khó điều khó phục, khó uốn nắn. Do đó muốn dạy dỗ khiến cho họ chịu tuân theo quy củ phép tắc hoặc giữ gìn giới luật là một việc không dễ dàng chút nào. Hiện nay có nhiều người nói rằng việc tuân thủ quy củ là không hay không tốt. Vì sao họ nói như thế? Bởi vì bản thân họ không muốn tuân giữ quy củ nên họ mới sướng lên như vậy. Kỳ thật không có khuôn tròn và thước vuông thì không thể nào vẽ được hình tròn ô vuông. Cũng vậy, con người nếu không có quy luật phép tắc thì chẳng thể nào thành mẫu mực được. Ở phần trước, Quỷ Vương và Thiên tử Diêm La thắc mắc rằng Bồ Tát Địa Tạng đã có sức thần thông lớn lao đến thế, cớ sao chúng sanh không nghe theo lời khuyên răn dạy bảo của Ngài. Thậm chí có kẻ đã được ra khỏi ác đạo rồi, nhưng sau đó lại bị đọa vào ác đạo lần nữa. Cho nên bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích rằng Đại Bồ Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Trải qua thời gian lâu dài có đến trăm ngàn vạn kiếp, Đại Bồ Tát Địa Tạng cứ hết lần này sang lần khác, lần nọ đến lần kia mãi mới cứu độ chúng sanh. Cứu xong một lần này rồi lại cứu lần nữa. Hàng chúng sanh như thế đã sớm được Bồ Tát Địa Tạng giúp cho giải thoát từ lâu lắm rồi. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Những chúng sanh có ác nghiệp tội báo, thậm chí do khởi hoặc tạo nghiệp mà thọ báo thì sẽ bị đọa vào đường đại ác. Đường đại ác tức là ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát Địa Tạng dùng vô số pháp môn phương tiện cùng sức phương tiện để trừ sạch nguyên nhân căn bản của sự gây tạo nghiệp tội của các chúng sanh ấy, tức là nhổ bật gốc rễ của nhân duyên khởi hoặc tạo nghiệp, khiến cho họ trở nên giác ngộ, hiểu rõ việc đời trước của mình. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà kết ác tập nặng, kết tức là dồn lại, kết dính lại với nhau, nghiệp từ đời trước liên kết với nghiệp của đời này, nghiệp của đời này lại dây dưa liên lụy tới đời sau, đời đời kiếp kiếp, các nghiệp báo này nối kết nhau liên miên không dứt, giống như sợi dây kết liền thành một mối vậy. Nên gọi là kết ác tập nặng. Những ác tập thói quen xấu ác này là những gì? Có 10 tập khí xấu ác gọi là thập ác tập. 1. Dâm dục. Thói xấu thứ nhất là dâm dục. Tất cả chúng sanh đều như nhau, ai nấy đều có lòng dâm dục. Đây là mối phiền toái thứ nhất, cũng là điều rất khó đoạn trừ. Việc đoạn dứt dâm dục còn khó hơn lên trời nữa. Do đó nếu chúng ta điều phục được lòng dâm dục, tức là người nữ thấy người nam thì không khỏi tâm ham muốn, và người nam thấy người nữ thì chẳng sanh lòng tà vậy, thì gọi là hàng hổ hoặc phục hổ, tức là đã đánh thắng loài cọp dữ, khiến chúng phải đầu hàng quy phục. Lại thêm, nếu chúng ta cũng không còn phiền não thì có thể nói rằng chúng ta đã hàng phục được cả loài rồng rồi vậy. Phiền não vô minh thì giống như con rồng vậy. Rồng có khả năng biến hóa vô cùng, không thể đoán trước được lúc nào nó sẽ thình lình xuất hiện. Vậy việc phải làm trước nhất là đoạn trừ lòng dâm dục. Qua sự việc này có thể thấy được quý vị có công phu tu hành, có đạo đức, có thật sự dụng công hay không. Quý vị có thể tự thử nghiệm chính mình, tự tìm hiểu chính mình. Nếu quý vị đã đoạn trừ được dâm tâm rồi, tức là quý vị có công phu tu tập, lòng dâm chưa dứt thì quý vị vẫn còn lậu thoát. Cho nên tu vô lậu, tức là dứt bỏ lòng dâm dục, còn dâm tâm là còn hữu lậu, hết dâm tâm mới là vô lậu. 2. Tham. Ác tập thứ hai là tham lam. Vì sao có lòng dâm dục? Chính là vì có lòng tham, ham muốn cảm giác khao khát thỏa mãn dục niệm của chính mình. 3. Mạn. Mạn tức là kiêu mạn, và đây là thói xấu thứ ba. Thế nào gọi là kiêu mạn? Bản thân mình vốn chưa hẳn là thông minh hơn người, nhưng lúc nào cũng cho rằng mình thông minh xuất chúng, khinh thường tất cả những người khác, đến đâu cũng muốn mình là số một. Đó chính là lòng kiêu mạn đang tác quái. 4. Sân. Đây là thói xấu thứ tư. Kẻ mang lòng sân hận thì đối với bất cứ ai cũng sanh tâm oán ghét, lúc nào cũng hằn học. Mày không tốt với tao, tao phải tìm cách giết mày để báo thù. 5. Trá. Ác tập thứ 5 là trá, tức là xảo trá, lường gạt, làm những việc giả dối hư ngụy. 6. Cuống. Cuống tức là nói dối vọng ngữ. Trá tức là bản thân vốn là người xấu, song bề ngoài lại làm ra vẻ người tốt,
khéo cha đại khiến kẻ khác không nhận ra được. Còn cuống tức là nói dối, bịp bợm, nói sai sự thật, bất cứ chuyện gì cũng nói dối một cách trơn tru chót lọt được cả. 7. Oán. Oán tức là việc gì cũng oán trách người khác, rõ ràng là mình sai, là lỗi của mình, nhưng lại đổ lỗi cho người khác. Nếu hắn không bảo tôi làm như thế thì tôi đâu có làm, chuyện này không thể trách tôi được, đó là lỗi của hắn, hắn mới là người có lỗi. Cho nên kẻ ôm lòng hờn oán thì bất cứ tội lỗi gì cũng trút lên đầu lên cổ người khác cả. 8. Tà kiến. Đây là thói xấu thứ 8. Tà kiến tức là tà tri tà kiến, cái nhìn sai lầm hoặc sự hiểu biết lệch lạc dẫn dắt con người đi vào con đường bất chánh tà vại. 9. Uổng. Uổng có nghĩa là cong vại, không ngay thẳng. 10. Tụng. Ác tập thứ 10 là tố tụng, tức là thích kiện cáo, tranh cãi hơn thua. Có những kẻ vốn sai quấy, có lỗi, thế mà lại muốn kiện cáo, thưa với quan tòa là lỗi của người khác, rồi buộc đối phương phải bồi thường tiền bạc cho mình. Nói tóm lại, bản thân mình vốn là vô lý, mà lại vu khống, tìm cách làm cho người khác bị hàm oan, đó gọi là tụng. 10 thói quen xấu hay 10 ác tập này trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 gọi là 10 tập nhân, tức là 10 nguyên nhân tập khí xấu dẫn đến các quả báo khổ sở trong 6 đường lục giao báo. Chính vì chúng sanh tiềm nhiễm 10 tập khí này nên nói là kết ác tập nặng, vừa ra khỏi lại trở vào. Chính vì ác nghiệp của 10 tập nhân mà chúng sanh gây ra vô số tội lỗi nên mới vừa thoát khỏi ba ác đạo chưa được bao lâu thì liền bị đọa về lại. Đời này được ra khỏi ba ác đạo thì đời sau lại trở vào lần nữa. Đợi đến đời sau nữa được ra khỏi ba nẻo ác rồi thì đời kế sau đó nữa cũng quay về lại. Đó gọi là vừa ra khỏi lại trở vào vậy. Chúng sanh cứ luẩn quẩn như vậy, được thoát ra rồi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Các chúng sanh như thế làm cho Bồ Tát Địa Tạng vô cùng vất vả, phải nhọc nhằn lo việc cứu độ trong rất nhiều kiếp. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa. Đến đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra một tỷ dụ. Đức Phật ví dụ rằng có một người bị lạc đường, tìm không ra nhà của mình. Người đó vì không thông thạo đường xá nên lạc bước vào một con đường đầy rẫy những sự nguy hiểm. Trong con đường ấy có rất nhiều quỷ dạ xoa đang rình rập. Dạ xoa ở đây là dụ cho mối nghi trong ngũ độn sử. Nghi tức là không có lòng tin, việc gì cũng hoài nghi, ngờ vực cả, cùng cọp sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Trong con đường ấy, ngoài quỷ dạ xoa ra còn có cả cọp sói, sư tử, rắn độc, bò cạp cũng đang rình trở nữa. Cọp là dụ cho lòng tham, tham lam như cọp, do đó điều phục được lòng dâm dục, tức là thuần phục được cọp. Điều phục không nổi lòng dâm dục, tức là chưa hàng phục được cọp vậy. Sói là dụ cho cái gì? Đó là dụ cho lòng sân hận. Loài sói rất lợi hại. Lòng sân hận và loài lang sói thì đều đáng sợ như nhau. Sư tử là dụ cho sự ngu si. Rắn độc bò cạp là dụ cho tánh kiêu mạn. Tham sân si mạn nghi gọi chung là ngũ độn sử. Người mê muội đó ở trong đường hiểm chỉ chừng giây lát là sẽ gặp các thứ độc. Hạng người mê muội thì chẳng mấy chốc sẽ bị ngũ độn sử tham sân si mạn nghi tác hại, khiến họ tạo ra nhiều nghiệp tội, phải đọa vào ba đường ác. Kinh văn: có một vị tri thức hiểu nhiều phép thuật, khéo ngăn trừ thứ độc đó, cho đến quỷ dạ xoa cùng các loài ác độc vân vân. Chợt gặp người mê muội kia đang muốn đi vào đường hiểm, bèn vội bảo rằng: ô hay ông kia, vì cớ gì mà vào con đường này? Ông có phép thuật lạ gì có thể ngăn trừ các thứ độc chăng? Người lạc đường chợt nghe lời ấy mới biết là đường nguy hiểm, liền lùi lại muốn ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức kia nắm tay dìu dắt dẫn ra khỏi đường hiểm, tránh khỏi các sự ác độc và đến con đường tốt lành, làm cho được an lạc, rồi bảo rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chớ đi vào con đường đó nữa. Ai mà vào con đường đó ắt khó ra được, lại còn bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại căn dặn thêm: nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường hoặc trai hoặc gái, thì hãy bảo với họ rằng con đường đó có nhiều sự ác độc, vào đó có thể mất cả tánh mạng. Ông chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Được rằng có một vị tri thức hiểu nhiều phép thuật, khéo ngăn trừ thứ độc đó, cho đến quỷ dạ xoa cùng các loài ác độc vân vân.
Vị thiện tri thức đó là ai? Chính là Bồ Tát Địa Tạng. Ngài có sức thần thông, trí huệ vi diệu không thể nghĩ bàn, và Ngài cũng biết rất nhiều phép thuật. Ngài còn có thể ngăn trừ các thứ độc hại. Đó là những thứ độc hại nào? Đó là các độc hại của sư tử, cọp sói, dạ xoa và tất cả các độc hại khác trong con đường hiểm trở. Dạ xoa chính là tiệp tật quỷ, tức là loài quỷ có khả năng chạy nhanh và vô cùng độc ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, vị thiện tri thức này chợt gặp người mê muội kia và thấy rằng người ấy bị lạc đường, đang muốn đi vào đường hiểm, bèn vội bảo rằng, ô hay ông kia, vì cớ gì mà vào con đường này? Ông có phép thuật lạ gì có thể ngăn trừ các thứ độc chăng? Đó là một con đường nhiều bất trắc, đầy các sự độc hại. Chẳng hay ông có việc gì cần mà phải đi con đường ấy? Phải chăng ông có phép lạ hoặc có thuật thần thông gì có thể khống chế thuần phục được các loài cọp, beo, chó sói, sư tử đang rình rập trong con đường đó? Bấy giờ người lạc đường chợt nghe lời ấy mới biết là đường nguy hiểm. Kẻ bị đi lạc đó bỗng nhiên nghe vị thiện tri thức hỏi như thế thì lấy làm kinh ngạc. Bấy giờ mới biết rằng con đường mình định theo là một con đường đầy hiểm nạn và mới nhận ra rằng mình đã lầm lẫn, đã đi sai đường. Cho nên liền lùi lại muốn ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức kia, Bồ Tát Địa Tạng Vương nắm tay dìu dắt, dẫn ra khỏi đường hiểm, tránh khỏi các sự ác độc. Bồ Tát Địa Tạng ân cần cầm tay người lạc đường, thận trọng dẫn người ấy ra khỏi con đường nhiều hiểm nạn, tránh khỏi các thú vật nguy hiểm ở nơi đó, như sư tử, cọp, beo, lang sói, quỷ, dạ xoa, rắn độc, bò cạp, và đến con đường tốt lành, làm cho được an lạc, rồi bảo rằng, sau khi ra tới được con đường bình an, ra khỏi ba ác đạo rồi, và người lạc đường kia đã được yên lành, vui vẻ, vì thiện tri thức mới thiết tha căn dặn rằng, này người lạc đường, từ nay về sau chớ đi vào con đường đó nữa, đừng để cho mình bị đọa vào ba ác đạo nữa. Ai mà vào con đường đó ắt khó ra được, lại còn bị tổn tánh mạng. Những người bị đọa lạc trong ba ác đạo đều không dễ gì mà thoát ra được. Cho xa chân vào con đường nguy hiểm như thế thì rất dễ bị mất mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Nghe vị thiện tri thức Bồ Tát Địa Tạng Vương trân trọng dặn dò như thế, người lạc đường vô cùng cảm kích, trong lòng nghĩ rằng người này thật tốt với mình quá. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại căn dặn thêm, nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường hoặc trai hoặc gái, thì hãy bảo với họ rằng con đường đó, ba ác đạo có nhiều sự ác độc, nhiều độc trùng, mãnh thú vô cùng nguy hiểm, vào đó có thể mất cả tánh mạng. Ông chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Ông đừng để cho chúng sanh tự đi vào ba ác đạo, tự dấn thân vào chỗ chết, bởi đi vào đó nếu không mất mạng thì cũng phải chịu nhiều khổ sở. Kinh văn. Vì thế nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ đức đại từ bi cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời cõi người hưởng sự vui sướng vi diệu. Những kẻ có tội đó rõ biết sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi vĩnh viễn chẳng còn trở vào nữa. Nhưng người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn cho ra, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại khuyên chớ vào đường ấy, còn tự nói rằng, tôi bị mê lầm, nay được thoát ra rồi, không còn trở vào đó nữa. Nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng. Như có những chúng sanh bị đọa vào ác đạo, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sanh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Nếu kết nghiệp nặng nề thì họ phải ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Lược giảng. Vì thế nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ đức đại từ bi. Bồ Tát Địa Tạng có đức đại từ đại bi rộng lớn vô biên, lòng từ của Ngài có thể làm cho chúng sanh được an lạc, vui vẻ, tâm bi của Ngài có thể giải trừ các nỗi thống khổ của chúng sanh. Giống như vị thiện tri thức, Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời cõi người hưởng sự vui sướng vì diệu. Ngài cứu vớt hết thảy tội khổ chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh đều được thoát khỏi khổ báo trong ba ác đạo và được sanh vào cõi người hoặc cõi trời để thọ hưởng sự vui sướng vô cùng vi diệu. Những kẻ có tội đó rõ biết sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi, vĩnh viễn chẳng còn trở vào nữa. Những chúng sanh có tội lỗi này đã rõ biết tường tận những nỗi thống khổ trong ba ác đạo, bởi họ đã từ đó mà được thoát ra. Cho nên một khi được giải thoát khỏi ba ác đạo,
họ vĩnh viễn không bao giờ muốn bị đọa lạc vào đó lại nữa. Vì thế, trường hợp của những chúng sanh này cũng tương tự như người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm, gặp vị thiện tri thức, dẫn cho ra không bao giờ còn lạc vào nữa. Sau khi được bậc thiện tri thức có oai lực lớn, dẫn ra khỏi ba ác đạo đầy thống khổ rồi, các chúng sanh này mãi mãi không bao giờ trở lại đó nữa. Lại nữa, người đã bị lạc đường nói trên khi gặp gỡ người khác, bạn bè, thân thuộc và ngay cả những kẻ xa lạ lại khuyên trở vào đường ấy, còn tự nói rằng tôi bị mê lầm, nay được thoát ra rồi, không còn trở vào đó nữa. Tôi trước kia do u mê lầm lẫn nên mới lạc bước vào con đường đầy sự bất trắc nọ. Giờ đây tôi đã ra khỏi con đường đó, thoát khỏi mọi hiểm nạn rồi. Tôi nhất định sẽ không bao giờ đi vào đó nữa. Nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng. Giả sử tôi lại cứ đi vào con đường nguy hiểm ấy và vẫn còn bị luẩn quẩn trong đó, không tài nào tìm được lối ra, cũng không hiểu tại sao mình lại dại dột quay về lại con đường nguy hiểm này nữa, thì chắc chắn tánh mạng tôi sẽ không còn. Như có những chúng sanh bị đọa vào ác đạo, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sanh trong cõi trời, cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Có những chúng sanh bị đọa vào ác đạo lần nữa, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ dùng trí huệ, thần lực và phương tiện thiện xảo để khiến cho họ được giải thoát và được sanh trở lại vào cõi người hoặc sanh lên cõi trời. Tuy nhiên, sau khi họ được sanh vào cõi người hoặc cõi trời rồi thì thế nào? Thì họ lại bị đọa vào ba ác đạo thêm lần nữa. Những chúng sanh như thế, nếu kết nghiệp nặng nề, thì họ phải ở mãi trong chốn địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Nếu ác nghiệp mà các chúng sanh đó chắc gây tạo đã quá sâu dày, quá thâm trọng, thì họ phải mãi mãi chịu đọa lạc trong chốn địa ngục, không bao giờ được giải thoát, không bao giờ được ly khổ, đắc lạc. Kinh văn. Bấy giờ quỷ vương ác độc chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ vương chúng con số đông vô lượng, ở cõi Diêm Phủ Đề hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế gian làm ác nhiều, làm thiện ít. Đi qua sân nhà người ta hoặc thành phố, xóm làng, trang trại, vườn cây, buồng nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mày lông sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bảo cái và dâng chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuộc quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực lớn và thần thổ địa đều phải bảo vệ che chở, chẳng để cho các việc giữ, các tai nạn bất kỳ hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý, đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa. Lược giảng. Bấy giờ quỷ vương ác độc, vị quỷ vương này tuy rất độc ác, chuyên trừng trị những người ác độc, song giờ đây đến trước mặt Đức Phật, thì dù có ác cách mấy cũng không còn ác, có độc đến đâu cũng không còn độc nữa. Vậy quỷ vương ác độc đến trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ vương chúng con số đông vô lượng, mỗi thế giới đều có vô lượng vô biên quỷ vương, mà thế giới thì nhiều đến vô lượng vô biên, cho nên sĩ số quỷ vương cũng đông đảo đến vô lượng vô biên. Các quỷ vương này đều cư ngụ ở cõi Diêm Phủ Đề, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau. Ở cõi Nam Diêm Phủ Đề, tuy có những quỷ vương thường làm lợi ích cho loài người, song cũng có các quỷ vương chỉ gây tổn hại cho nhân loại mà thôi. Mỗi vị quỷ vương đều coi sóc mỗi công việc khác nhau, có vị thì chuyên làm những việc hại người, có vị thì chỉ làm các việc lợi người. Tại sao lại như thế? Ở đây quỷ vương nói hại người, ngụ ý là điều phục người có lòng dạ ác độc, và lợi người tức là đem sự lợi ích đến cho người hiền lương. Quỷ vương ác độc bạch tiếp: Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới làm ác nhiều, làm thiện ít. Tại sao các quỷ vương phải làm những công việc này? Chính vì nghiệp báo mà họ đã chất gây tạo trong quá khứ, khiến nay họ phải làm quỷ vương. Và cũng do nghiệp báo mà loài quỷ quyến thuộc của họ đi khắp nơi gieo rắc phần lớn là điều xấu, việc ác. Tuy rằng loài quỷ thường làm ác nhiều, làm thiện ít, nhưng khi họ đi qua sân nhà người ta hoặc thành phố, xóm làng, trang trại, vườn cây, buồng nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mày lông sợi tóc,
cho đến treo một tràng phan, một bảo cái và dâng chút hương, chút hoa, cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đọc tụng kinh Địa Tạng hoặc các kinh điển đại thừa khác như kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, hoặc đối trước tượng Phật mà đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuộc quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Cho nên hàng quỷ vương chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực lớn, tuy gọi là tiểu quỷ nhưng đã là loài quỷ thì đều có sức đại thần thông, và thần thổ địa đều phải bảo vệ che chở những người như thế. Ngoài ra còn phải chẳng để cho các việc giữ các tai nạn bất kỳ hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa. Thế nào gọi là việc giữ? Việc giữ tức là những việc không như ý, chẳng hạn như cháy nhà hoặc bỗng dưng lại xảy ra những việc ngoài ý muốn, tai nạn bất kỳ, hoạn sự, là những sự rủi ro mà mình không ngờ tới, như bị xe đụng, máy bay rớt, xe lửa chật đường dây. Bệnh nan y là những căn bệnh không trị lành được. Bệnh hiểm nghèo bất kỳ, hoạn bệnh là thình lình mắc bệnh nặng, lay lất chưa được một tiếng đồng hồ là chết. Những việc không vừa ý tức là những việc không may mắn, không kiết tường như mình hằng mong đợi. Các quỷ vương còn chẳng để cho những việc không may xảy ra ở gần những nhà có người tu hành như thế, huống chi là các việc giữ các tai nạn rủi ro hoặc các bệnh tật hiểm nghèo đột ngột. Cho nên các quỷ vương cùng quyến thuộc của họ thường bảo hộ những người như thế, khiến cho mọi việc của những người ấy đều được kiết tường. Vì sao tất cả mọi việc của những người đó đều được tốt lành? Bởi họ đã cúng dường tam bảo, biết tu hành, làm nhiều thiện sự. Do đó, những việc giữ không thể xảy đến cho họ được. Kinh văn, Đức Phật khen ngợi quỷ vương rằng: lành thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ các thiện nam thiện nữ như thế, ta cũng bảo Phạm Vương Đế Thích hộ vệ các ông. Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nghiệp duyên căn bản của con là chủ về nhân mạng ở cõi Diêm Phù Đà, khi sanh khi tử đều do con làm chủ. Bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng vì chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại sao thế? Người cõi Diêm Phù Đà lúc mới sanh xong, không kể là con trai hay con gái, hoặc khi sắp sanh, chỉ nên làm thiện sự để thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thì tự nhiên thần thổ địa sẽ vô cùng hoan hỉ, ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được sự an lạc lớn, hàng quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc khi đã sanh rồi thì nên cẩn thận chớ giết hại để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt, ca hát đánh đàn thổi sáo, vì có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc, được giảm. Đức Phật khen ngợi quỷ vương rằng: lành thay, thật là phi thường, thật là tốt đẹp. Các ông, các quỷ vương cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ các thiện nam, thiện nữ như thế thì thật là tốt đẹp biết bao. Ta cũng bảo Phạm Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Thiên Chủ cung trời 33 hộ vệ các ông. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng. Đây là vị chúa quỷ, cai quản mạng sống, tuổi thọ của con người. Bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nghiệp duyên căn bản của con là chủ về nhân mạng ở cõi Diêm Phù Đà, khi sanh khi tử đều do con làm chủ. Do quan hệ nghiệp lực của đời trước mà con nay trông coi về sanh mạng của con người trong cõi Nam Diêm Phù Đà, bất luận là lúc sanh hay lúc tử, sanh mạng của họ đều do con cai quản. Chủ Mạng quỷ vương bạch tiếp: bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng vì chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Cứ theo bổn nguyện của con thì con vốn rất sẵn lòng làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, nhưng các chúng sanh lại không hiểu được ý con, khiến cho khi sanh khi tử tất cả đều không được thanh thản an lạc. Tại sao thế? Người cõi Diêm Phù Đà lúc mới sanh xong, không kể là con trai hay con gái, hoặc khi sắp sanh chỉ nên làm thiện sự để thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thế nào gọi là thiện sự? Đó là những việc phước lành, những việc hữu ích, có lợi cho người khác. Làm việc thiện thì sẽ gia tăng sự lợi ích cho nhà cửa. Gia tăng như thế nào? Nếu quý vị làm việc thiện thì sẽ có một luồng hào quang tốt lành, tường quang chiếu sáng bảo hộ quý vị. Bấy giờ thì tự nhiên thần thổ địa sẽ vô cùng hoan hỉ, ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được sự an lạc lớn, hàng quyến thuộc cũng được lợi ích.
Bởi vì quý vị làm việc phước lành, tức là làm tăng thêm sự lợi ích cho nhà cửa, nên thần thổ địa vui mừng khôn xiết, bèn đến để che chở phù hộ, khiến cho đứa trẻ sơ sinh cùng người mẹ đều được nhiều sự an vui, mà ngay cả bà con thân thuộc cũng được hưởng nhiều phước lợi. Hoặc khi đã sanh rồi thì nên cẩn thận chớ giết hại để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt, ca hát đánh đàn thổi sáo. Nếu người sản phụ đã sanh nở bình yên rồi thì thân nhân phải nhớ kỹ đừng bao giờ giết hại chúng sanh, hoặc mua nào gà nào vịt nào cá còn sống về làm thịt để lấy những vị tươi ngon bổ dưỡng cho người đó ăn. Ngoài ra cũng đừng mời khách khứa tiệc tùng linh đình để phô trương hoặc tụ tập bạn bè thân thuộc, lại bày rượu thịt ra rồi cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt, đàn ca hát sướng ồn ào náo nhiệt. Vì sao? Vì có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc, bởi vì làm như thế sẽ khiến cho cả người mẹ và đứa bé sơ sinh đều không được yên ổn. Kinh văn: Vì sao thế? Bởi vì lúc sanh nở khó khăn, có vô số ác quỷ cùng vọng lượng tình mị muốn tới ăn huyết tanh. Chính con sớm đã sai các thần linh của nhà cửa, đất đai phải bảo hộ người mẹ và đứa con, làm cho họ được an vui mà hưởng nhiều sự lợi ích. Những người này thấy sự an ổn vui vẻ thì nên tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Thế mà trái lại họ còn giết hại tụ tập quyến thuộc, vì lẽ này hễ phạm tội tất phải tự gánh chịu, người mẹ và đứa con đều bị tổn hại. Lại ở cõi Diêm Phù Đề, những người sắp mạng chung, bất luận là thiện hay ác, con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác, huống chi là kẻ tự tu thiện căn làm tăng oai lực của con. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo, hoặc biến làm cha mẹ cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết, khiến cho lạc vào ác đạo, huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác. Lược giảng, chủ mạng quỷ vương lại bạch: Vì sao thế? Nguyên nhân nào khiến cho cả người mẹ và đứa bé sơ sinh đều không được yên ổn? Vì lúc sanh nở khó khăn đó, có vô số ác quỷ cùng vọng lượng tinh mị, các loài sơn yêu thủy quái muốn tới ăn huyết tanh. Chúng thường nhân lúc người sản phụ đang sanh nở, máu me linh láng, bèn tìm đến để ăn huyết tanh. Chính con chủ mạng quỷ vương sớm đã sai các thần linh của nhà cửa đất đai phải bảo hộ người mẹ và đứa con, làm cho họ được an vui mà hưởng nhiều sự lợi ích. Thần linh ở đây tức là thần thổ địa. Những người này thấy sự an ổn vui vẻ thì nên tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Những người chung quanh thấy cả mẹ lẫn con đều được an ổn vui vẻ thì lẽ ra nên tu phước làm những việc công đức hầu đáp tạ hết thảy các thần thổ địa mới phải. Thế mà trái lại họ còn giết hại tụ tập quyến thuộc. Họ chẳng những không đáp tạ công ơn của chư vị thần linh mà còn sát hại sinh vật, tụ họp bạn bè thân quyến lại để ăn uống vui chơi tiệc tùng đình đám. Vì lẽ này hễ phạm tội tất phải tự gánh chịu, người mẹ và đứa con đều bị tổn hại. Một khi đã phạm tội thì nhất định phải tự lãnh lấy quả báo, do đó luôn cả người mẹ cùng đứa bé sơ sinh đều bị tổn hại. Chủ mạng quỷ vương bạch tiếp: Lại ở cõi Diêm Phù Đề, những người sắp mạng chung, bất luận là thiện hay ác, là người hiền lành hay kẻ hung dữ, còn đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác, chẳng phải xa vào ba ác đạo, huống chi là kẻ tự tu thiện căn làm tăng oai lực của con. Nếu kẻ sắp chết là người đã từng tự mình tu thiện căn thì con không cần phải hao tổn sức lực gì để bảo hộ cho người ấy cả. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo, hoặc biến làm cha mẹ cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến cho lạc vào ác đạo. Con người cho dù quý vị là người thường hay làm việc thiện thì lúc hấp hối gần kề cái chết thế nào cũng có loài ác quỷ đến dụ dỗ muốn làm cho quý vị bị đọa lạc vào đường ác. Bây giờ các ác quỷ đó có thể biến ra hình dạng giống hệt cha mẹ hoặc bạn bè thân thuộc của quý vị và hiện đến để đón quý vị, khiến cho quý vị bị đọa vào đường ác. Vậy những người làm thiện sự mà còn bị ác quỷ đến lừa gạt dụ dỗ và ác đạo như thế thì huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác, chẳng làm mảy may thiện sự nào. Cho nên nếu gặp những người đã quen làm ác thì các ác quỷ lại càng muốn lôi kéo họ vào đường ác hơn nữa. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thì thần túc hồn ám mê muội, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát.
Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác và các ma quỷ ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Như trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sanh tử thì ông chớ rút lại lời nguyện đó mà nên làm cho họ thể đều được giải thoát, mãi mãi được an vui. Lược giảng, quỷ vương chủ mạng lại bạch. Vì sao thế? Nguyên nhân nào khiến cho cả người mẹ và đứa bé sơ sinh đều không được yên ổn? Vì lúc sanh nở khó khăn đó, có vô số ác quỷ cùng vọng lượng tinh mị, các loại sơn yêu thủy quái muốn tới ăn huyết tanh. Chúng thường nhân lúc người sản phụ đang sanh nở, máu me linh láng, bèn tìm đến để ăn huyết tanh. Chính còn chủ mạng quỷ vương sớm đã giải các thần linh của nhà cửa đất đai, phải bảo hộ người mẹ và đứa con, làm cho họ được an vui mà hưởng nhiều sự lợi ích. Thần linh ở đây tức là thần thổ địa. Những người này thấy sự an ổn vui vẻ thì nên tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Những người xung quanh thấy cả mẹ lẫn con đều được an ổn vui vẻ thì lẽ ra nên tu phước làm những việc công đức hầu đáp tạ hết thảy các thần thổ địa mới phải. Thế mà trái lại họ còn giết hại tụ tập quyến thuộc. Họ chẳng những không đáp tạ công ơn của chư vị thần linh mà còn sát hại sinh vật, tụ họp bạn bè thân quyến lại để ăn uống vui chơi tiệc tùng đình đám. Vì lẽ này hễ phạm tội tất phải tự gánh chịu, người mẹ và đứa con đều bị tổn hại. Một khi đã phạm tội thì nhất định phải tự lãnh lấy quả báo, do đó luôn cả người mẹ cùng đứa bé sơ sinh đều bị tổn hại. Quỷ vương chủ mạng bạch tiếp, lại ở cõi Diêm Phù Đề, những người sắp mạng chung bất luận là thiện hay ác, là người hiền lành hay kẻ hung dữ, con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác, chẳng phải sa vào ba ác đạo. Huống chi là kẻ tự tu thiện căn, làm tăng oai lực của con. Nếu hút kẻ sắp chết là người đã từng tự mình tu thiện căn thì con không cần phải hao tổn sức lực gì để bảo hộ cho người ấy cả. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề đến lúc lâm chung cũng còn có trong ngàn quỷ thần trong ác đạo hoặc biến làm cha mẹ cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến cho lạc vào ác đạo. Con người cho dù quý vị là người thường hay làm việc thiện, thì lúc hấp hối gần kẻ cái chết thế nào cũng có loại ác quỷ đến dụ dỗ muốn làm cho quý vị bị đọa lạc vào đường ác. Bây giờ các ác quỷ đó có thể biến ra hình dạng giống hệt cha mẹ hoặc bạn bè thân thuộc của quý vị và hiện đến để đón quý vị, khiến cho quý vị bị đọa vào đường ác. Vậy những người làm thiện sự mà còn bị ác quỷ đến lừa gạt dụ dỗ vào ác đạo như thế thì huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác, chẳng làm mảy may thiện sự nào. Cho nên nếu gặp những người đã quen làm ác với thì các ác quỷ lại càng muốn lôi kéo họ vào đường ác hơn nữa. Kinh văn, Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thì thần tức hôn ám mê muội, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, truyền đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác và các ma quỷ ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả. Đức Phật bảo quỷ vương chủ mạng rằng, ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Như trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sanh tử thì ông chớ rút lại lời nguyện đó mà nên làm cho họ thảy đều được giải thoát, mãi mãi được an vui. Lược giảng, quỷ vương chủ mạng lại bạch với Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thì thần tức hôn ám mê muội. Lúc con người sắp chết thì khí ấm, noãn, hơi thở, tức và các thức, sự hiểu biết đều lìa khỏi cơ thể. Xác thân không còn hơi ấm, hô hấp ngừng bặt và thức thứ 8, thức A Lại Da cũng lìa khỏi thân. Đây gọi là mạng chung, sanh mạng hết. Khi vừa mới chết thì thần thức, tức là thân trung ấm, rơi vào trạng thái hôn trầm mê muội, không còn sáng suốt tỉnh táo, không còn rõ biết gì nữa cả.
Đó là vì thần thức mới vừa tách rời khỏi cơ thể, chính mình vẫn chưa biết là mình đã chết, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa. Không phân biệt được thiện ác, tức là không còn khả năng biện biệt, không thể biết được rõ ràng thế nào là thiện, thế nào là ác nữa. Lúc bấy giờ kẻ lâm chung không còn nhìn thấy và cũng chẳng thể nghe thấy gì cả, tri giác và thấy nghe đều không còn. Vì thấy hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Tất cả bà con thân thích bấy giờ nên vì người sắp chết mà làm những việc công đức tạo phước lành lớn, như thỉnh chư tăng đến tụng kinh hoặc tự mình tụng kinh cho người ấy. Do đó ở Trung Hoa, khi trong gia đình có người vừa qua đời, hàng quyến thuộc thường thỉnh cầu chư tăng tụng kinh trong suốt 7 thất 49 ngày cũng vì lẽ ấy. Như lúc lão Hòa thượng Hư Vân viên tịch năm 1959, Phật giáo giảng đường tại Hương Cảng đã làm công đức tụng kinh Đại Bát Nhã trong suốt 160 ngày ròng rã. Đây là việc xưa nay chưa từng xảy ra. Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến nay, chưa có vị tổ sư nào viên tịch mà được tụng kinh Đại Bát Nhã cả. Tổ chức một pháp hội lớn lao như vậy gọi là thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, tức là chỉ tụng bộ kinh này, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác và các ma quỷ ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bởi hàng quyến thuộc vì người chết mà làm các việc công đức, cho nên những nhân duyên thiện lành đó có thể hỗ trợ giúp cho người chết xa lìa các ác đạo. Lại nữa, đức đại tác oan nghiệt tiêu. Kẻ có công đức lớn thì tội nghiệp cũng được giảm nhẹ hoặc tiêu tan. Do đó tất cả ma quỷ và ác thần thầy đều thối lui bỏ chạy hết, không còn đeo đuổi người ấy nữa. Quỷ vương chủ mạng lại bạch tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đà, lúc lâm chung nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, không cần nhiều, chỉ cần được nghe vòn vẹn danh hiệu của một vị Phật hoặc một vị Bồ Tát mà thôi, hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác, thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả. Theo phần kinh văn trên, nếu có những người lúc lâm chung được nghe danh hiệu của một Đức Phật hay của một tôn Bồ Tát, một câu hoặc một bài kệ của kinh điển Đại Thừa mà thôi, thì có thể được tiêu trừ tất cả mọi nghiệp tội, ngoại trừ năm tội vô gián và tội sát hại. Năm tội vô gián, năm tội nghịch đáng phải đọa địa ngục vô gián và tội sát hại thì vốn chẳng thể tiêu trừ được. Trong trường hợp những chúng sanh đó chỉ gây các nghiệp ác nho nhỏ, nhẹ hơn năm tội vô gián và tội sát hại một chút, song vẫn đáng phải đọa ác đạo, thì chẳng bao lâu chủ mạng quỷ vương cũng sẽ khiến cho họ được giải thoát khỏi phải chịu tội. Tuy nhiên, phần kinh văn trên cũng có thể được hiểu là cho dù các người đó có mắc năm tội vô gián hoặc tội sát hại thì cũng đều được giải trừ cả, bởi nếu trong lúc cận kề cái chết, những người ấy có thể khởi lòng thành tâm đến cực điểm thì mọi nghiệp chướng đều có thể rũ sạch. Tuy nhiên, vấn đề là rất khó mà giữ được chánh niệm trong giờ phút tối hậu đó. Đức Phật bảo quỷ vương chủ mạng rằng ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Ông quả thật là có lòng đại từ bi nên mới lập thệ nguyện lớn lao này, chịu ở trong sự sanh tử của chúng sanh mà bảo hộ hết thảy chúng sanh. Như trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sanh tử thì ông chớ rút lại lời nguyện đó, mà nên làm cho họ thảy đều được giải thoát, mãi mãi được an vui. Kinh văn: Quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: Xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đà, làm cho lúc sanh lúc tử đều được an vui. Chỉ mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử đều tin theo lời con, thì không ai là không được giải thoát và được lợi ích lớn cả. Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tác rằng: